Dạ mà, đi qua cũng hai muỗng gạo nấu cơm ăn con ơi. Gì mượn hoài cha, con qua con mượn biết mà con thấy ngại luôn á. Chứ mình không còn gạo mượn đi con, ngày mai cha đi phụ hồ về có tiền rồi con. Rồi chừng nào cha có tiền? Ngày mai có tiền rồi, ngày mai cha đi bằng hồ có tiền rồi. Đi con. Dạ con đi liền. Rồi sao không đi, quay ở làm chi nữa vậy? Vậy qua bển nói mượn sao vậy cha? Hôm nay mày mượn sao bây giờ mày hỏi vậy? Ngu như bò tội nón. Dạ, con đi liền. A few moments later. Ở sống mũi mày bị ai quýnh mà bầm tím vậy? Con ở nhà con hai con mượn gạo. Con qua con cũng nói y như cha đó. Trước khi đi cha dặn con vậy, còn qua con nói cô hai là cô hai ngu như bò đội nón, cái cô hai đánh con đỏ mũi luôn. Ngu như bò đội nón. Dạ, con đi liền. Tao bái phục mày luôn á. Con với cái nghĩ sao mày qua mày muộn gạo người ta mà mày nói kiểu đó. Hên là quýnh mày á, ngay sống mũi á. Gặp tao mày như cô hai mày á, quýnh không còn cái răng nữa. Thôi ở nhà ăn đi, nay nhịn đói khỏi ăn uống hết trơn.